không chỉ riêng là các bạn thấy là BTC đã có một cái sự tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ, các bạn đã biết là những cái cổ phiếu liên quan tới crypto đều có sự tăng trưởng hết và thậm chí phần trăm tăng trưởng còn nhiều hơn cả là cái phần trăm à, tăng trưởng của BTC. Hôm nay đó thì Coinbase bây giờ họ điều chỉnh lại nhưng mà Coinbase ngày hôm nay đã tăng khoảng trên 9% các bạn và cổ phiếu Coinbase đó, các bạn có biết là từ khi mà bị SEC kiện tới bây giờ đó, có nghĩa là khoảng một tháng trước thì cổ phiếu Coinbase đã tăng 67% trong vòng một tháng sau khi mà bị SEC kiện các bạn đã thấy cái sự nghịch lý trong câu nói của thần rồi khi bị kiện xong cổ phiếu đã tăng nhiều như vậy một phần đó là đương nhiên cái sự hứng thú đến từ những công ty forward họ nạp uh, bitcoin spot ETF để chờ được duyệt bởi SEC nhưng mà một phần khác nữa là phần lớn những công ty đó các bạn thấy là năm sáu công ty liên tục kêu gọi tên Coinbase là đối tác mà họ tin tưởng để cung cấp dữ liệu trading trong cái thị trường này và cũng là đối tác họ tin tưởng để có thể là cất giữ crypto giùm họ. Tuy nhiên, Coinbase có dịch vụ lưu trữ crypto như khách hàng thì phải tính phí chứ đâu có ai mà lưu trữ miễn phí đâu các bạn. Thì họ sẽ có thêm thu nhập. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó, tôi nghĩ là dẫn đến cổ phiếu Coinbase tăng sau khi bị kiện, à, đó chính là những công ty đồ sộ phố Wall xem Coinbase như một đối tác thì bây giờ trong thị trường crypto này đó ít nhiều gì cũng là một cái phiếu bỏ à, để cho mọi người thấy được là những công ty đó ra đời lâu năm được nhiều người tin tưởng và họ tin tưởng Coinbase thì ít nhiều gì đó lòng tin của những nhà đầu tư đối với Coinbase cũng đã trở lại và đối với cái dự kiện giữa SEC và Coinbase thì nhiều người bây giờ cho là Coinbase có thể là đóng phạt gì đó thôi chứ còn Coinbase sẽ không đi đâu hết Coinbase vẫn sẽ ở lại tại vì Coinbase là đối tác được Newton bởi nhiều công ty đồ sộ của phố Wall. MicroStrategy các bạn thấy được là cổ phiếu này đã cũng tăng không kém Chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu MicroStrategy trong vòng một phần trăm rồi MicroStrategy các bạn đã biết là cái cổ phiếu này đó, nó giống như đại diện cho Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ Chúng ta vẫn chưa có một cái Bitcoin Spot ETF Nhưng mà cổ phiếu MicroStrategy này đó là một công ty mà hầu như Cái hoạt động của họ bây giờ là kiếm tiền để mà thu mua BTC Thì cổ phiếu của họ đại diện cho số lượng Bitcoin mà họ nắm giữ và chúng ta thấy được là chưa có Bitcoin Spot ETF nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy là cái sự hứng thú đến từ những công ty phố bo đã như thế nào rồi. Bây giờ chưa có cái quỹ đầu tư ETF Spot được thông qua nhưng mà các bạn thấy được là Vanguard thì vẫn tiếp tục tiến sâu hơn. Vanguard đó là một công ty đầu tư đồ sộ các bạn và họ quản lý hơn 7 nghìn tỷ đô la. Cái số lượng tiền mà họ quản lý đó chỉ đứng sau lưng BlackRock thôi, có nghĩa là Công ty Vanguard này là công ty mà cung cấp dịch vụ đầu tư lớn thứ nhì ở trên thế giới. Và các bạn có biết là công ty Vanguard này họ vừa tích lũy thêm cổ phần của những công ty đạo BTC như là Riot Platforms và Marathon. Chi tiết hơn đó là họ trước đây đã lưu trữ cổ phần của Marathon và Riot bây giờ họ tăng lên các bạn. Trước đây họ lưu trữ là khoảng chừng 11 triệu cổ phần của công ty Marathon bây giờ họ đã nâng lên 60% tích lũy lên tới 17.5 triệu cổ phần của công ty Marathon đối với công ty Riot Blockchain đó, cũng là một công ty đào BTC họ tăng cái số lượng cổ phần lên 18% từ 15 chấm2 triệu cổ phần lên 17.9 triệu à, có nghĩa là đối với lại blockchain nên họ lưu trữ khoảng chừng hơn 281 triệu con số không hề nhỏ các bạn và các bạn nên hiểu là công ty Van này này không chỉ riêng đầu tư vào những công ty đào BTC mà các bạn có biết là công ty Van này đó là công ty cổ đông tổ chức không phải là tư nhân mà cổ đông tổ chức lớn nhất của sàn Coinbase. Các bạn thấy được là cái công ty Vanguard này đã đang lưu trữ à, khoảng chừng là hơn 7% cổ phần của Coinbase còn nhiều hơn cả Ark Invest của Cathie Wood các bạn. Ark Invest thì lưu trữ khoảng 6.3% mà thôi Vanguard lưu trữ hơn 7% và chúng ta thấy được là bên dưới này đó là BlackRock. BlackRock lưu trữ thua Vanguard khi mà nói tới số lượng cổ phần Coinbase. BlackRock thì lưu trữ khoảng chừng 3.18% mà thôi Uh, Fidelity uh, lưu trữ 3.62. Các bạn thấy được là khi mà nhìn vào cổ phần của Coinbase thì những tổ chức đầu tư nắm giữ toàn là những cái tên tủ lớn chúng ta vừa nói tới uh, VanGuard, Iconverse, BlackRock, chúng ta có Morgan Stanley, Fidelity và không chỉ riêng uh, là Coinbase các bạn nhìn thấy được là cổ phần của MicroStrategy. Những cổ đông tổ chức lớn nhất chúng ta lại thấy một tên nữa là VanGuard. Các bạn, VanGuard là cổ đông lớn thứ nhì đầu tư vào MicroStrategy lưu trữ khoảng chừng 8 phần 5 cổ phần Cái đó là Fidelity, BlackRock, Invesco, Morgan Stanley Những công ty phố không Các bạn đã nhìn thấy là công ty phố hầu như đã all in thị trường crypto rồi các bạn Họ hầu như đã hoàn toàn chấp nhận và muốn và nói riêng BTC đó là một phần của thị trường tài chính cho đó là không thể chối bỏ được nữa cho nên khi mà thuận nhìn thấy những cái người làm chính trị đó mà họ lại lấy cái tiêu đề chống crypto anti crypto làm cái À, tiêu biểu của mình để ra ứng cử đó thì thường cũng không hiểu là nhiều khi họ đang nghĩ gì các bạn à, từ khi mà BlackRock đệ đơn Bitcoin Spot ETF đó thì à, đã không thấy thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nói về crypto nữa, à, Thường đã lên trên Twitter của à, nghị sĩ Warren nhưng mà cũng không hề thấy nói về crypto hơn một tháng qua có thể là thường nghị sĩ Warren đang bận với một số những cái đề tài khác tại vì à, lúc nào thì bà ta cũng tranh đấu cho một cái lý do nào đó nhưng mà không biết là cái quân đội anti crypto nghĩa là anti crypto army mà bà ta gây dựng bây giờ đến đâu rồi các bạn tại vì crypto đó là một cái gì đó thường cảm thấy là một là các bạn ủng hộ hai là các bạn không ủng hộ thường đó thì các bạn thấy được là người ủng hộ hiện bây giờ cũng rất là đông người không ủng hộ đó cũng không phải là nhiều lắm các bạn nếu như mà các bạn hỏi thuận là đối với là quốc hội hoa kỳ thì thuận vẫn thấy được là người ủng hộ đông hơn là người không ủng hộ những nghị sĩ mà có tiếng tâm đó thì hầu như thường chỉ có thể nghĩ đến là khoảng chừng hai người là cực kỳ chống đối thôi một đó là thường nghị sĩ warren thứ hai nữa là dân biểu đến từ cali là brad sherman đây là hai người mà cực kỳ chống đối các bạn còn cực kỳ ủng hộ đó thì có thể là khoảng chừng hơn 10 người ở quốc hội chứ không nói đến là những thống đốc hay là những cái thị trưởng của những thành phố như bài Ami và phần còn lại của quốc hội thì hầu như cũng không quan tâm đến crypto cho nên đối với thuận thì một trong những người mà đứng lên chống đối với crypto thì sẽ khiến cho người mà ủng hộ crypto sẽ đứng ra để mà chống đối lại À, và chống đối này nghĩa là bỏ phiếu ngược lại nếu như mà các bạn thấy là thượng nghị sĩ warren ra tranh cử đợt kế tiếp này à, thì cái người bên kia mà vào ta tranh cử đó để giữ chức vụ thượng nghị sĩ mà không cho crypto thì các bạn sẽ có thể nghĩ đơn giản là nhiều người sẽ ủng hộ người kia mà không ủng hộ thượng nghị sĩ warren nhưng mà đối với những người mà không thích crypto thì họ có động lực để ra bỏ phiếu ủng hộ thượng nghị sĩ warren hay không tôi nghĩ động lực đó có thể là không cao đâu các bạn thương đó người ta nói là nếu các bạn muốn một ai đó làm gì bạn muốn tạo động lực cho một ai đó, đó thì các bạn nên tạo động lực À, từ cái góc độ là không làm gì sẽ khiến cho các bạn gặp đau đớn hơn là nếu như làm gì thì à, các bạn sẽ được thưởng giống như là khi mà các bạn à, đi làm công ty mà các bạn à, bị rầy la hay gì đó thì các bạn lại có động lực để làm tốt hơn à, trong công việc nhưng mà ngược lại nếu như mà công ty nói là bạn làm bây giờ thì cũng tốt rồi nhưng mà nếu như làm tốt hơn sẽ được thưởng thì cái động lực đó nó không mạnh bằng cái động lực một người à, sắp sửa bị sa thải mà đang lo lắng công việc của mình thì đó là cái cách mà thường nghĩ đây những người mà họ đang lưu trữ crypto mà họ thấy một thường nghị sĩ kịch liệt chống đối crypto đó thì họ sẽ có động lực để mà đi bỏ phiếu ngược lại hơn là một người mà đang không đi crypto thấy thường nghị sĩ này cũng không thích thì động lực của họ đi bỏ phiếu là bao nhiêu cái đó thì thường không chắc đâu các bạn đó là suy cá nhân của thùng mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới và hồi sáng này khi mà thức dậy ra thì một lần nữa thường này thấy cái thông tin liên quan tới sàn mao các bạn à, thì năm nào chúng ta cũng nghe thông tin là sàn mao sắp sửa trả tiền sắp sửa trả tiền rồi nhưng mà cái bài viết hồi sáng này ra thì nói là sàn mao đã lên lịch trả tiền cho các nạn nhân vào tháng 10 năm nay à, thì có thật hay không để thường chia sẻ thêm chi tiết với các bạn. Nhưng mà nào mà không rành thì đây là một cái sàn giao dịch mà họ đã bị hack. À, cách đây gần 10 năm rồi các bạn rồi sau đó đã khai phá sản và sàn mau gót là cái sàn ở Nhật Bản cực kỳ lớn trước đây có thể nói là lớn hơn Binance bây giờ đó gấp mấy lần rồi các bạn lúc đó thì không có nhiều sàn đâu và sàn Malgox được xem là cái sàn an toàn nhất và sàn Malgox lúc đó đó là có khoảng 70% của tất cả giao dịch BTC trên sàn lúc đó không có coi nhiều rồi các bạn chỉ có BTC mà thôi và khi mà sàn Malgox sụp đổ đó thì ai cũng nghĩ là thị trường này coi như đã xong BTC sẽ mãi không ngẩng đầu lên được tại vì không còn sàn Malgox nữa cũng giống như bây giờ đó nhiều người nói là lỡ như Binance bị gì thì thị trường này sẽ gặp sự cố thường không nghĩ đâu các bạn nếu như mà Binance bị gì đó thì đương nhiên ngắn hạn sẽ không có tốt rồi ở đối với thị trường nhưng mà dài hạn thị trường vẫn sẽ phát triển có hay là không có Binance thị trường này đã phát triển khi mà Binance chưa hình thành chưa có thì thị trường này vẫn sẽ phát triển khi mà không còn Binance cũng giống như là Malgox rồi so các bạn không có một sàn nào hay cá nhân nào có thể ảnh hưởng lớn dài hạn đối với crypto hết à, và các bạn đã thấy là cái số lượng tiền mà bị mất đó, thì rất là nhiều các bạn lúc đó là khoảng chừng 850.000 BTC nhưng mà với giá thời điểm đó thì mỗi BTC là khoảng 460 triệu đô la mà thôi bây giờ các bạn thấy là một dù hát sàn mà mấy trăm triệu không phải là ít nhưng mà mấy trăm triệu thì nhiều bạn coi như là cũng chẳng đáng quan tâm các bạn tại vì những cái vụ hát đi bây giờ lên tới hàng tỷ đô la chứ đừng nói là hát sàn nhưng mà lúc đó đó 460 triệu được con số cực kỳ lớn luôn khiến cho sàn này đã, đã phá sản rồi sau đó họ điều tra và họ đã tịch thu lại được khoảng chừng 180.000 BTC À, thì sau đó đó bây giờ họ còn 142 000 BTC đang chờ đợi để mà trả cho những nạn nhân cho nên năm nào chúng ta cũng nghe nói thông tin là sắp trả cho những nạn nhân rồi. Từ khi mà thùng bắt đầu crypto các bạn là từ lúc mình làm kênh này năm 2017 đó thì năm nào cũng nghe là năm nay là năm mà góc sẽ trả tiền cho à, những nạn nhân các bạn. Gần đây hơn là tháng 11 năm 2021 cũng nghe thông tin tương tự thì nghe riết chúng ta cũng chán luôn các bạn. Nhưng mà lúc nào cũng có người lo sợ tại vì wow 142.000 BTC mà đâm lên trên thị trường thì còn gì nữa nhưng mà thật ra đó không phải gì đâu các bạn thứ nhất đó các bạn nên hiểu là họ sẽ trả theo đợt chứ không phải là trả hết một lượt và những nạn nhân đó thì có thể lựa chọn là nhận tiền mặt trực tiếp hay là nhận uh, crypto và nếu như mà các bạn lựa chọn nhận crypto đó thì uh, phần lớn họ sẽ bán thông qua sàn OTC để không ảnh hưởng đến giá. Tại vì sao các bạn? Tại vì hồi nãy đó các bạn đã nhớ là chính phủ uh, ở Nhật Bản đó đã tịch thu được khoảng chừng 180.000 BTC thì tại sao bây giờ chỉ còn 142.000? Tại vì họ cần phải uh, chi trả cái hoạt động thật ra không biết hoạt động gì mà tốn nhiều tiền quá các bạn tóm lại đó thì năm 2018 thì cái người mà quản lý cái quỹ phá sản của sàn MTGOX này đã bán khoảng chừng 400 triệu đô la Bitcoin và Bitcoin khác các bạn chi tiết hơn đó là họ đã bán khoảng chừng 35.841 BTC và 34.000 Bitcoin Cash Thì như bạn sẽ hỏi thuận là tại sao lại có Bitcoin Cash trong khi đây là cái vụ hát xảy ra năm 2014 mà Bitcoin Cash sau mà ra Bitcoin Cash tới cuối năm 2017 mới có tại vì cái số lượng BDC lưu trữ ở trong quỹ này đã có thể quy ra thành Bitcoin Cash được có thể split ra thành Bitcoin Cash được và đó là điều họ đã làm cho nên họ có cả hai hiện tại À, thì cái số lượng bán này là khoảng uh, 400 triệu đô la và cái người này đó không biết nghĩ gì lúc đó lại bán trên sàn giao dịch các bạn dẫn đến giá cả đâm và mọi người la làng âm um, sùm nói là tại sao lại không bán qua OTC tại sao lại đâm số tận tiền này lên trên sàn giao dịch thì lúc đó đó cái người quản lý quỹ cũng đã hứa là sau này sẽ cẩn thận hơn uh, và sẽ bán thông qua OTC cho nên cho dù sau này dù sau đây nữa đó thì họ cũng sẽ bán thông qua OTC để giảm bớt rủi ro tại vì bán qua sàn cũng không được lợi gì hết các bạn tại vì khi mà họ bán thì họ muốn có có số lượng tiền nhiều nhất có thể. Nhưng mà các bạn có thấy là họ bán 400 triệu để mà có tiền chi tiêu để xử lý cái vụ phá sản này? Các bạn đã thấy là một trong những điều chúng ta học được trong vòng hơn một năm qua đó là làm luật sư cho những công ty phá sản đó rất là có lời các bạn. Tại vì những cái vụ phá sản nó kéo dài cả năm trời, hai năm trời, ba năm trời. Trong cái vụ phá sản này của sàn ma thì kéo dài gần 10 năm các bạn. Thì mỗi năm thì cứ lấy một số tiền trong cái thua tiền nạn nhân đó rồi uh, sau đó bán đi rồi lấy tiền đó để mà chi tiêu trả lương cho bản thân của mình thì quá lời rồi <laughs> nhưng mà điều khác nữa các bạn nên hiểu đó là sau khi mà à, thuận được nói chuyện với là một bạn hiện là chủ nợ thực sự của sàn Maogods à, thì bạn này cũng đã chia sẻ một số những thông tin nội bộ với thuận. Thật không thể chia sẻ đây với các bạn, tại vì đó là những thông tin nội bộ và nó mang tính chất cá nhân. Thì bạn này nhận được khá là nhiều những văn bản đến từ sàn Mt. -Gox. Phần lớn đó những gì mà chúng ta đọc ở trên uh, những mạng xã hội hay là ở trên những trang uh, web tài liệu đó thì uh, không hoàn toàn chính xác đâu, tại vì họ chỉ đọc văn bản đến từ À, tòa án và họ được một phần mà thôi chứ không phải là một nạn nhân thật sự Mà được chia sẻ tất cả thông tin có bốn điều các bạn cần biết là cái ngày ước tính cho một phần đó như là bài báo nói hàng sáng này là ngày 31 tháng 10 nhưng mà cái ngày này là không chắc chắn các bạn trong văn bản có để rõ là có thể được trì hoãn nếu như tòa án thuộc khiêu chấp thuận có nghĩa là ngày 31 tháng 10 này đó không hẳn là ngày cuối cùng để trả tiền đâu và điều thứ nhì nữa ngày 31 tháng 10 này cho dù là giữ và ngày đó sẽ bắt đầu trả đó thì chỉ trả một số lượng nhỏ mà thôi tại vì chỉ có một số lượng nhỏ chui nợ được trả trước và đó là những người mà họ đã được chấp nhận và được trả trước nhưng chỉ nhận được có 20% số tiền mà thôi chứ không phải là tất cả. Điều thứ ba nữa là cái số còn lại là 80% đó sẽ bị giam lại vô thời hạn và có thể phải đợi 2 năm, 5 năm nữa thì mới có kết quả từ tòa án. Và điều cuối cùng là cái giá BDC bồi thường đó thì trước đây đã thường hay uh, chọc với các bạn nói là vào wow, những người mà nạn nhân của Malgox thì có lời quá tại vì Trước đây họ bị đánh cắp 850.000 BTC đáng giá 460 triệu mà bây giờ chỉ một phần nhỏ còn lại thôi là 142.000 nhưng mà đã đáng giá 4,3 tỷ đô la rồi tại vì giá BTC bây giờ đã cao hơn nhiều so với năm 2014 chưa tính bịt con khác sẽ tiền mặt họ là những họ là bất đắc dĩ tại vì nếu như mà họ có BTC trong tay nên chưa chắc họ đã giữ được tới bây giờ nhưng mà đáng tiếc đó, thì bạn này nói là tuy cái mức giá mà được nêu ra đó thì vẫn cao hơn nhiều so với cái lúc mà bị phá sản các bạn nhưng mà không phải là giá BTC bây giờ cái mức giá mà sẽ được bồi thường cho mỗi BTC đó là 750.000 yen có nghĩa là khoảng 5.342 đô la mà thôi có nghĩa là bây giờ giá BTC là khoảng 30.600 à, thì bạn này khi mà nhận được cái số lượng BTC không biết là còn bao nhiêu tại vì bây giờ cũng không rõ là được trả bao nhiêu hết cái số lượng nhận lại thì sẽ quy ra một BTC là 5.000 mấy thôi chứ không phải là cái giá 30.000 như bây giờ Nói chung thì đối với nhiều nạn nhân mà họ đã chờ đợi gần 10 năm qua rồi các bạn Bây giờ đó thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nhưng mà đối với thường mình nhiều bạn đó thì chúng ta quan tâm nhiều hơn là sự ảnh hưởng đến giá Và điều mình không muốn chia sẻ ở đây là sự ảnh hưởng đến giá đối với thường trong sự kiện này đó Nó đã quá bị thổi phồng à, bởi những cái bài báo rồi sự ảnh hưởng đến giá đó thật ra không là bao nhiêu đâu Và thậm chí có thể là chẳng ảnh hưởng đến giá các bạn Tại vì họ chỉ trả bắt đầu là có 20% thôi tháng 10 này và chỉ trả cho một số số lượng nhỏ như nạn nhân với cái mức là 5.300 đô mỗi BTC thì cũng không có phải là một cái sự ảnh hưởng gì lớn đâu đối với thuần là như vậy khi nào mà có thông tin thường như chia sẻ với các bạn và phần cuối video này đã muốn chia sẻ một cái đề tài mà cũng nhiều bạn quan tâm đến Và đây là một tấm hình mà Thuận đã từng chia sẻ đây với các bạn rồi Đây là cái tấm hình lịch sử của tiền dự trữ quốc tế đến từ Cointelegraph các bạn Và các bạn đã nhìn thấy được là tiền dự trữ quốc tế đó thì luôn thay đổi uh, theo thời gian và chúng ta đã thấy được là những năm như là 1.400 mấy, 1.500 mấy đó thì các bạn được lọt trong vòng 80 năm đó tiền dự trữ khu quốc tế đó chính là tiền Portugal các bạn à, kế đó nữa đó là chúng ta thấy được là 110 năm tồn tại từ 1530 tới 1640 là tiền dự trữ đến từ Tây Ban Nha. Rồi chúng ta thấy được là sau đó đó tồn tại 80 năm 1640 tới 1720 là tiền dự trữ đến từ Netherlands và kế tiếp nữa là từ năm 1720 đến năm 1815, 95 năm đó đó là tiền dự trữ quốc tế phần lớn là đến từ nước Pháp các bạn và kế đó là tiền của nước Anh như là bản Anh các bạn 105 năm từ năm 1815 đến năm 1920 và bắt đầu là khoảng chừng năm 1920 cho đến bây giờ Cả có nghĩa là nếu chúng ta lấy 2023 trừ cho 1920 thì chúng ta có 103 năm 103 năm qua tiền dự trữ quốc tế đó chính là đồng đô la thì không có gì là mãi mãi hết các bạn thì một ngày nào đó đó đồng đô la cũng sẽ bị thay thế một đồng khác khi nào thì chúng ta không biết được các bạn có thể là à, sẽ phải chờ đến 110 năm như là của Tây Ban Nha trước đây hay là thậm chí đồng đô la có thể là lên tới 120 năm, 130 năm thậm chí là trong quãng đời còn lại của thường các bạn đồng đô la vẫn có thể là đồng dự trữ của quốc tế nhưng một ngày nào đó đó, đó thì sẽ bị thay thế và đó cũng là điều được chia sẻ bởi Robert Kiyosaki ngày hôm nay. Và cái mà chúng ta đang nói đây đó là không phải là những đồng này biến mất các bạn. Đây chỉ là cái tiền mà được ưa chuộng bởi thế giới dùng làm tiền dự trữ để mà à, họ trade quốc tế mà thôi. À, chứ đương nhiên các bạn thấy được là bây giờ nước Pháp đó tiền của họ không phải là tiền dự trữ quốc tế nữa nhưng mà đồng của nước Pháp thì hoạt động bình thường. Đồng bảng Anh thì vẫn hoạt động bình thường tới bây giờ đâu bị vấn đề gì đâu. À, chỉ là không phải là tiền được ưa chuộng dùng để giao dịch quốc tế nhiều nữa, vẫn sử dụng nhưng mà không phải nhiều. Thì Roy Kiyosaki nói là BTC sẽ lên tới mức là 120.000 đô trong năm sau. À, và cái mức giá này đã, nó tương tự như mức giá mà được uh, ước tính bởi ngân hàng Standard Charter. À, nhưng mà lý do của Roy Kiyosaki đó là đồng đô la sẽ chết các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là cho một năm đồng đô la sẽ chết thì cũng hơi quá. <laughs> Tuy là tôi rất thích uh, Roy Kiyosaki tại vì tôi thích cái quyển sách cha giàu cha nghèo. Và Robert Kiyosaki nói là BTC sẽ lên tới mức 120.000 đô vào cuối năm sau tại vì chúng ta sẽ thấy là có một loại tiền quốc tế khác xuất hiện thay thế đồng đô la sẽ khiến cho nhiều đồng đô la đi chợ ngược về Hoa Kỳ sẽ dẫn cho là lạm phát tăng cao dẫn đến tất cả tài sản tăng cao cho nên đối với Robert Kiyosaki đây là nên đầu tư vào vàng, đầu tư vào bạc và đầu tư vào BTC. À, các bạn đã thấy đi là một đường đến từ Robert Kiyosaki và cái đồng mà thay thế đó là đồng nào các bạn? Thì có một số người nói là có phải chúng ta sẽ thấy đồng nhân nhân tệ sẽ trở thành đồng thay thế à, sau khi mà đồng đô la đã đến một cái mức nào đó rồi là không được ưa chuộng nữa thì cũng không hẳn đâu các bạn. Để thường chia sẻ một cái tài liệu với các bạn. Đây là cái tài liệu chúng ta cũng đã từng nói tới trước đây. Đây là cái thống kê đến từ Reuters và bên dưới này đã có một cái tài liệu rất là thú vị các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đó cho tới bây giờ các bạn thấy được là cái số lượng giao dịch ở trên thế giới đó thì 59.79% nghĩa là gần 60% là giao dịch bằng đồng đô la nghĩa là những công ty trên quốc tế họ giao dịch với nhau những hàng trung ương họ giao dịch với nhau là thông qua đồng đô la cái con số này đó tuy đã giảm so với trước đây các bạn một thời gian trước đây đó thì cái con số này nó đã lên tới mức là 80% nhưng bây giờ còn 60% thì nói chung đồng đô la cũng đã từ từ giảm đi cái sự hiện diện ở trên quốc tế nhưng mà vẫn là đồng mà được ưa chuộng nhiều nhất hiện bây giờ. Kế đó là đồng euro, các bạn đồng euro là gần 20% được giao dịch hiện tại trên quốc tế. À, còn đồng renminbi nghĩa là đồng như nhân dân tệ sao các bạn? Đồng nhân tệ đó tính tới bây giờ chỉ có 2.76% mà thôi. Cho nên có phải đồng đô la sẽ luôn giữ vị trí đứng đầu được ưa chuộng nhất hay không và là tiền dự trữ của quốc tế À, mãi mãi thì nhiên không thể các bạn tại vì không có cái gì là mãi mãi hết nhưng mà nếu nói là đồng thời để kế tiếp đồng nhân tệ thì chúng cảm thấy là dữ liệu hiện giờ chưa cho thấy điều đó à, tại vì nếu như mà các bạn nói là nhiều người bất mãn hay là bất lòng tin đối với Fed ở Hoa Kỳ thì các bạn nghĩ là lòng tin của nhiều người đối với lại ngân hàng trung ương Trung Quốc là bao nhiêu Tôi nghĩ là cái mỗi bạn sẽ có câu trả lời Nhưng mà nếu như nói là cây đồng mà sẽ chiếm phần trăm của đồng đô la là như nhân tệ thì thường cảm thấy cái khoảng cách bây giờ nó rất là xa. Có thể đồng euro và thậm chí các bạn thấy được là những đồng như là đồng yen của Nhật Bản đó là 5,26% vẫn cao hơn đồng như nhân tệ. ở quốc tế sử dụng nhiều đồng yen hơn là như nhân tệ. ở quốc tế sử dụng nhiều đồng bảng Anh hơn là như nhân tệ hiện tại. nhưng mà cũng có thể là đồng đô la sẽ là đồng của một quốc gia cuối cùng được dùng để mà làm đồng tiền dự trữ của thế giới tại vì các bạn thấy ngay cả trung quốc đó, và chúng ta nhìn thấy được là ở ấn độ và một số quốc gia khác như là ở brazil ở nước nga và ở nam phi đó thì họ cũng đã đang hợp tác với nhau mà muốn đưa ra một cái đồng mới có tên là brics các bạn và đây là một cái loại tiền mà sẽ được hỗ trợ bởi vàng à, và có thể là họ sẽ công bố tiền này à, vào tháng 8 năm 2023 này thì có phải đây sẽ là cái à, tiền dự trữ mà sẽ à, có sức mạnh đủ để mà cạnh tranh với đồng la hay không thì chúng ta không biết nhưng mà thế giới đã một thời gian dài sử dụng vàng để mà hỗ trợ tiền pháp định À, các bạn thấy được là ngay cả đồng đô la trước đây cũng có thể quy đổi ra thành vàng được thì thế giới đã qua khỏi giai đoạn đó rồi à, tại vì thật sự đó là một loại tiền tệ mà được hỗ trợ bởi vàng đó thì có nhiều hạn chế lắm các bạn và tới cuối cùng đó thì các bạn thấy được là chúng ta không biết được là có bao nhiêu vàng và bao nhiêu vàng đang được dự trữ ở đâu chúng ta không biết được là ở Fort Knox nghĩa là ở cái nơi dự trữ vàng Hoa Kỳ có bao nhiêu vàng nằm trong đó chúng ta không biết được là ở những quốc gia họ thật sự lưu trữ bao nhiêu vàng rồi làm sao các bạn biết được là họ phát hành bao nhiêu tiền là có thể kiểm chứng được là họ có bao nhiêu vàng, điều đó rất là khó các bạn. nhưng mà điều đó không khó đối với BTC. có thể sau này sẽ có một loại tiền tệ nào đó được một số nhóm quốc gia hỗ trợ và cái loại tiền tệ đó sẽ dựa vào BTC. điều đó hoàn toàn có thể các bạn không như là không thể hết. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mỗi video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà các bạn tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital. Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short. Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.